Rồi tâm chào cả nhà. Bữa nay nhà của Đèo, nhà cô Hai có đám giỗ nha. Bữa nay cúng Dượng Hai hả cô Hai? Này cúng Dượng Hai. Này cũng anh yêu, cũng má. Này cũng anh yêu. Chị Chính đang có tô bự không? Dạ. Có. Hầm hủ qua Chính. Có tô bự á. Hầm hủ qua. Này là hủ qua hầm. Hủ qua hầm. Này dòng thịt á, mình dòng cá chị. Cá thì thịt. Qua dưới xương á. Tôi có nhiều lắm. Nào mới. Đó tay lấy mà. Cũng nhóc nào mới trâu rô. Uống nước lèo hả? Dạ, nước lèo. Ai cũng hỏi mà. Thường ở quê đám giỗ hay có vụ sáng nấu nồi uống nước lèo nha. Tặng cả nhà biết chi không? Đỡ tốn á. Rớt á, pha nước lèo. Rớt không à? Rớt, uống rồi chưa rồi đây chạy. Rớt ăn lạ. Ủa, anh rớt không ăn uống nước lèo hả? Ăn chứ à. Tiếc nữa, nấu cho mình. Dạ mấy anh em người làm tô tô. Nhường bữa nay không có đi làm. Quá trời luôn, hôm nay anh chị hỏi nhường đâu không? Nhường đi làm suốt à cả nhà. Từ khi mưa dữ lắm ở nhà. 40 hộ. Làm tôi muốn nước lèo được không? Qua bên nhà dòng nữa luôn vậy. Em ăn 2 tô. 2 tô à? Và uống hai cái thao cũng được. Uống tô bạn tô bự được rồi. Không có cái tô bự mới được. Ông họ thích bún nước lèo lắm hả? Thứ nào ăn nóng thì nó lên hành. Hết sức cạn cái không á. Này nấu cá với huyết nè, da heo. Không, nhớ đi làm công với đầu nước lèo. Sáng ngày đám giỗ mấy anh em làm người tôi muốn nước lèo chút xíu mấy anh em phụ. Trời ơi. Hải ăn 3 tô. Hải lấy cái tô bự chút. Tô bự chứ Hải. Dạ em. Nó bụng nước lèo tới công chuyện ngay. Cái tóc nào là? Mới hết qua. Dạ tay không? Đẹp à? Trời ơi, tướng tôi đẹp. Qua đi thăm 10 chủ hả? Qua thăm 10 chủ rồi. Không khỏe không? Khỏe. Nào điện tao tiếng nhậu. Bây giờ điện không có về được đâu điện đúng không? Ừ, lúc này không có rảnh rồi. Rảnh rồi hả? Chút vô mẹ. Chút về tao vô tới giờ. Bụng rồi. Bụng quá. Ừ, đó đi ngoài rồi không không về cái này không nhớ luôn trong nước cái vậy không nhớ không nào điện tao rồi để ngoài buồn nó đưa tôm luôn diễn phan đi ngủ chiều chiều vẫn vẫn thả ngoài đưa tôm mà có ai ra mừng diễn phan để cái bộ con chùa cá ngồi nhà buồn gì cá có cá bà sa nó chua với tôm thẻ bỏ chưa làm anh hùng mà Nguyên không ăn con, không Nguyên cao không mà như được rồi kinh siêu thủ rồi mời anh em ơi đang đứng cạnh anh
Ừ. Hai niêm nước dừa ăn quá ngon. Thấy không? Nước lèo này Thành thích lắm. Ừ. Vợ cũng khoái vậy đó. Ăn bún nước lèo ăn như hải vậy nè, ăn mới đã. Bún nước lèo là ăn nhiều chứ cháo ăn đâu bao nhiêu. Nước nướng lên nhiều ăn, bún nước lèo phải ăn nước rồi mới ngon. Chà như chân cầm vậy. Nước luôn á. Cái hại nó quấn hả? Tô dữ vậy hả? Uống nước lèo Trà Vinh cả nhà. Uống nước lèo Trà Vinh là phải cho thêm mưa ớt. Chị Huệ bưng cho người yêu của chị Huệ. Tô rồi và bới thêm tô nữa hả? Trời ơi. Tô này là tô thứ hai đúng không? Muốn nước lèo Trà Vinh đó. Rồi nước lèo giờ này hết luôn, từ sáng giờ một nồi cho bá luôn, hết đó. Dạ, đặc quá hả? Đặc quá. Thịt với cá rỉa ra trên cục quýt vô luôn. Nghe quýt này không ăn hả? Chả này chả cái gì, cá măng hay là cái gì ta? Chả cá măng để vô gì? Cái này ăn lẩu hay là ăn gì? Lẩu. Ô mà chi luộc chả cá măng, luộc rồi mình mới để vô lòng. Bàn ghế thì nhóc nó không ăn, ngồi vậy nó kêu là ngồi vậy ăn ngon. Rồi bàn qua cũng vậy à? Ừ. Giống y anh Tâm vậy, anh Tâm cũng ngồi y vậy đó, lựa cái góc nào vậy đó ngồi vậy đó. Và cái nhà bún nước lèo, bún nước lèo Trà Vinh. Lèo Trà Vinh thì vậy nè, mình sang với mức ớt nha, cái mức ớt. Bún nước lèo mà ăn với ớt thì ngon. Mời cái nhà, mời bà Khương Minh Lệ, mời anh chị. Hôm nay đám giỗ ai người yêu của ông Năm. À, bữa nay đám giỗ người yêu đúng không? Yêu mày già để yêu gì nữa. À, này đám giỗ người yêu của hai của này là bà Năm đám giỗ. Ông Năm. Ông Năm uống nước lèo. Uống nước lèo. Bao lại đo đây bao, ăn cao. Ăn bao rồi nó cao luôn. Ăn xào lạc rau để ăn làm bò. Đâu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Giờ này dọn cúng. Em ngon cũng cào cái gì. Củ quả hầm ở dưới quê vậy, củ quả hầm với thịt kho. Lòng bò à? Lòng bò à? Có rồi, có rồi. Còn ba dĩa cò nữa sao? Có rồi. Chè gì vậy? Có rồi. Ủa? Chè sake. Ăn ăn á, tôi có một mũ chảm chè.
Ủa ông làm ai cho đấy hả? Mực cái cơm thẻ. Rất coi. Có mười cái được mà. Sao nhiều món nó nhậu như vậy. Ba miếng nhiều quá. Ba miếng nhiều quá. Mấy cái ớt này chắc không chắc làm hai ra. Ớt này không cay nè. Chắc làm hai cho nó chắc. Nhau đèo chị em đông bởi vì người làm món cái này chuối với sake đem nấu chè. Cho sake nấu chè bùi bùi ngon. Chị bán hả? Tươi hết chị. Dạ tươi. Này mua đâu? Gửi người ta mua nè, trong Duyên Hải. Dạ. Này ngon nè. Tươi hết chứ tươi. Xong một dĩa. Một bàn một dĩa hay là hai dĩa? Dạ hai dĩa vậy ăn. Một bàn hai dĩa. Này là tôm để riêng. Rau để riêng. Này là dưa leo. Nó sen. Củ cây đỏ. Đỏ, củ cây trắng. Dạ chồng lại hai cái này hai cảm như vậy. Những ngày tháng 9 này. Lão. Còn mấy trái đâu? Một bàn là hai dĩa gỏi. Gỏi này à, gỏi lỗ tai heo. Với tôm. Ta sẵn sàng. Cái này thì bò né. Gỏi, bún. Mình bao loại hết nha. Rau. Dường luôn. Lẩu. Rồi chút xíu nó khách lại là đại. Gì ạ? Sẽ sơ kê với chuối. Cho thêm một đậu phộng vô nè. Nước mắm. Mắm nêm. Mắm trồng. Mắm chua ngọt. Tiêu nhị cho ly nước. Mẹ. Con cháu đông khỏe không Đèo? Đông lắm. Tay chân. Đông lắm. Nhà không bao nhiêu á. Vô ngồi luôn đi đó. Sáng rồi. Đứa nó đâu có cho vô nhà ngủ đâu.
Vô đây. Đây vô đi. Dành. Anh có bệnh không hả vậy? Bệnh đây bệnh. Bệnh đây, bệnh danh với công có ba bệnh. Các chữ rồi. Có bệnh rồi, công danh gì rồi, anh ngủ cái chợ chữa trời. Thôi đúng rồi, cho thêm miếng mì vô đi nhà lắm. Khách tới giờ là đèo khách tới. Đây đây nè. Nói nghe hồi mà xin lại ngồi gần đừng cho nha nó. Con Tâm ngồi anh cũng đâu ngồi gần. Tiếp tiếng, nãy giờ chú mới nói cái này đâu. Rồi chủ đâu? Đổi ca đâu được. Hai xin lên vô đây thì người chủ phải ở ngoài. Không được kẹo mới. Được kẹo đâu đi chung bạn hả? Trốn rồi. Tâm tự tự tháng bạn không ngồi trời. Có mấy người hả? Bà có 10 người, ngạch hết 9 người. Đây có mấy người nữa. Em ngồi làm nước vậy. Đây đứng là phải đứng. Đúng rồi. Bò đi ra. Bò đâu ăn được. Đúng rồi. Bún rồi bún. Ông má cháu tiếc kìa. Bò ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Kêu má mời chị hai đi. Mời ăn đi. Nhân lên Nhân. Nè con ngồi cái thôi chị Sáu nè. Dạ bún. Tao ngồi đây cho. Ăn con cá lương nó hay má ơi. Lại thử. Mê lại thử dữ rồi. Rồi đang có cá lương không hả? Đang coi cá lương luôn hả? Cá lương hay quá, lại hay dữ thần luôn. Ừ. Bữa nào tôi bảy hát luôn em bữa nha. Vậy ăn đi. Đây cá lương đây. Nó qua bệnh nên nó dùng tụi nó tao ngồi gần đây. Tập tôi ngồi gần hỏi anh chi à? Con mua cái đỏ mà 7,000 quá tiền. Cái tao cho 7,000. Nói gì vậy? Sa cây ngon lắm. Ừ, sa cây với chú hết biết chú luôn rồi. Má ngồi gần bà. Sáng giờ thì nên năm chí. Sáng giờ hết mấy chục ngàn rồi. Chị không ngồi ăn đi. Ăn đi. Ăn hồi con ăn sao? Ăn đi con ăn đi. Ăn mà đa nè. Ăn mắm mặn đi thôi cái chậu. Hơn nữa. Hôm nay nhận đủ gì không phải ra đó. Nói rồi. Hôm nay nhận mà chủ gì không phải ra. Nhà bà quà. Nhà bà quà. Nhà bà quà. Nhà bà quà. Nhà có lòng bò nữa hả? Về đủ lớn rồi. Lên đến này ở đâu nè? Em dọn một cái lòng bò là lớn lắm á.
là nó dẫu lớn bún nước lèo không, giờ bún nước lèo cũng có anh, nhưng mà có cái là có lòng bò là ngon à. Dựng miếng lòng bò rồi. Tên vô đây luôn em. Bỏ vô bò rồi. Tôi vô chen vô luôn. Cũng không nóng mấy. Nóng quá ăn đâu được. Đường ngõ lâu rồi. Lâu rồi. Hôm nay mẹ mình cũng thấy quá nó bị dài. Ủa nghe nói nãy nghịch mà giờ xong rồi sát bên vậy. Vậy chứ là chút xíu à. Xíu vậy qua. Giờ thấy rồi cũng muộn rồi. Nhớ lên ngủ. Mà cũng có hai người, ngủ mọi người hai người năm mâm rồi tới 12 mâm trong nhà không biết rồi có đi ba bữa trước. Ở giờ mình chào cả nhà đang cho lên nhạc đúng không? Rồi chào cả nhà nha, nhà rồi sao?